Hà Nội và đây là một chuyến công tác sẽ rất là bận. Thực ra đấy là cái lý do vì sao mà trong cái thời gian vừa qua thì mình cũng không có up được nhiều nội dung. Lúc nào khi mà mình ở lên trên pilot mình cũng nói câu là mình rất là bận, nhưng mà thực sự thì cái thời gian vừa rồi là bận thực sự mọi người ạ. Cho nên rằng là mình rất là mong chờ đến cái chuyến đi này, bởi vì là at least là hết chuyến đi này thì xong thì mình cũng sẽ đỡ bận hơn, và bởi vì nó cũng rất là bận và cũng sẽ có rất là nhiều thứ xảy ra, cho nên rằng là mình cũng muốn là vlog lại để có thể là chia sẻ với cả mọi người. Nói chung chuyến này mình sẽ dẫn mọi người đi cùng với cả mình nhé. Sân bay và đã xuất cảnh, tất cả làm thủ tục mọi thứ xong rồi, còn mỗi là mình sẽ cần phải đi qua check security túi các thứ, nhưng mà ở tại sân bay Changi thì tất cả những cái đó thì mình sẽ làm ở trước cửa bay. Giờ là 8 giờ sáng đó, thực sự là bay ở Sing rất là tiện với mọi người. Mình đang đi tìm cà phê mọi người ạ. Mình rất cần cà phê. Chuyến bay của mình từ Singapore về Hà Nội thì sẽ kéo dài trong khoảng tầm 4 tiếng, 3 tiếng rưỡi. Và mình có plan là 3 tiếng rưỡi đó mình làm cái gì hết rồi mọi người. Mình phải làm xong cái deck cho cái sự kiện ngày thứ 3 của mình và của team mình. Rồi mình cũng sẽ phải chuẩn bị một số những cái câu hỏi cho một số những diễn giả trong một cái sự kiện khác. Trời ơi, quý 3 là một quý rất là nhiều sự kiện luôn. Vì đâu mọi người làm trong ngành marketing thì mọi người cũng sẽ biết được rằng là quý 3, quý 4 là có rất là nhiều những cái campaign lớn, những cái campaign sales. Cho nên rằng là rất nhiều việc mọi người ạ. Nhưng mà rất là vui. Mình tìm được nơi mình cần đến rồi mọi người ơi. Và nó ngay ở cái chỗ đường mà mình đi ra cái cửa của mình luôn á, mà mình cứ tìm nó mãi từ nãy đến giờ. Yeah.
thực sự là ngày hôm nay của mình nó đã rất là dài rồi. Mình thức dậy vào lúc khoảng tầm 6 rưỡi sáng và bây giờ là đang là 4 giờ chiều, và đây là cái khoảng thời gian gọi là để mình ngồi xuống một xíu sau tất cả những cái chuyến di chuyển từ Singapore qua đây. Buổi trưa thì mình vừa mới có đi ăn với cả Su. Su là một người bạn từ hồi cấp 3 của mình ở tại Hà Nội. Lần nào về thì hầu hết là mình cũng đều hẹn Su đi ăn trưa để catch up với cả Su về công việc và cuộc sống, về tất cả mọi thứ. Và thực ra thì chúng mình là bạn thân nhưng mà chúng mình đi theo hai cái hướng nó khá là khác nhau á. Mình thì đi theo một cái cuộc sống nó rất là không traditional, nó không có conventional một xíu nào cả. Su thì khác, Su thì đi du học xong về Hà Nội, đi làm rồi lấy chồng rồi sinh con, nên rằng là cuộc sống của hai đứa cũng rất là khác nhau. Tuy nhiên thì chúng mình vẫn luôn có những cái giá trị chung, có những cái điểm chung, cho nên rằng là lần nào mà mình về Hà Nội á thì mình cũng đều đi catch up với cả Su cả. Và tối nay thì mình cũng sẽ lại có một cái hẹn ăn tối nữa với cả một số những người bạn của mình. Lịch trình đi học bây giờ thì hiện tại đang là 8 rưỡi sáng. Cái cuộc họp đầu tiên của mình thì vào lúc 10 rưỡi sáng. Hiện tại mình đang ăn sáng, khung cảnh khu vườn rất là đẹp. Và bữa sáng của mình hôm nay thì sẽ có bún thang, một đặc sản rất là nổi. Và mình cũng thường là rất là thích ăn đồ Việt Nam, cho nên rằng là thường mà về Việt Nam đi ăn ở khách sạn hoặc là ăn sáng các thứ á, thì mình sẽ luôn chọn đồ Việt Nam, nhất là những món nước ở Việt Nam, và ăn vào buổi sáng á, thì cảm thấy rằng là nó rất là fulfilling và để cho mình có thể là bắt đầu một ngày thật là nhiều năng lượng. Bát này hơi ít nước, thực sự là hơi ít nước, trông nó không có được bát đẹp bởi vì cái nước nó ít quá. Và menu đồ ăn sáng ở khách sạn Metropole rất là đa dạng. Khá là ngon mọi người ạ. Nhưng mà mình mong là có nhiều nước lèo hơn, rồi sau thì mình sẽ nấu cả nhà biết. Nhiều quẩy mọi người ạ. Một con người Hà Nội sẽ luôn muốn ăn quẩy với tất cả những món bún, phở, miến. Thực sự là cứ mỗi lần về Hà Nội nhá, mang lại cho mình rất là nhiều những cái kỷ niệm tuổi thơ. Bởi vì mình lớn lên và sinh ra tại Hà Nội. Mình rời Hà Nội là lúc mình 17 tuổi, mình đi du học. Rồi sau đó thì mình về và mình ở Sài Gòn mình làm việc. Và rồi thế nào đó thì cuộc sống đưa đẩy mình qua bên sinh. Lúc nào, mỗi lần nào mà mình đi đâu đó, mình sẽ có một cái cảm giác rất là sợ hãi. Đúng không? Tôi mình không biết là cuộc sống ở cái nơi xa đó nó sẽ như thế nào. Và thường mình sẽ luôn nghĩ rằng là có vấn đề gì thì về Hà Nội. Nhưng thực ra thì đều chưa có vấn đề gì cả. Và cuộc đời nó cứ đẩy mình đi xa mãi thôi. Cho nên rằng là từ cái năm 17 tuổi đó là hầu như mình không còn ở Hà Nội nữa. Thế là mình bảo thì mình có về mùa hè này, hoặc là mình, là mình có một năm làm việc ở Hà Nội. Nhưng mà thực sự các cái ký ức của mình chủ yếu á, ở Hà Nội là những cái ký ức tuổi thơ. Cho nên là cứ mỗi lần về Hà Nội thì vẫn sẽ rất là một hồi xúc động. Thank you.
mọi người, hiện tại thì mình đang đi đến cái buổi meeting đầu tiên của mình trong tuần này với cả một khách của mình. Thì chắc là để mình chia sẻ với cả mọi người một chút là những cái đồ gì mà mình mang trong cái túi của mình ngày hôm nay nha. Bởi vì là cái túi của mình ngày hôm nay là nó siêu nặng luôn. Và mình sẽ đi từ sáng đến tận buổi tối luôn. Bởi vì ngày hôm nay thì mình sẽ có 3 cái họp với khách, và buổi giữa trưa thì mình sẽ có một cái họp với cả team ở tại văn phòng nữa. Cho nên rằng là nó siêu bận, và mình sẽ phải cần mang rất là nhiều đồ đi, chứ mình cũng không có về khách sạn để mình lấy đồ hay là gì cả. Đây là cái túi đồ mình hay dùng, nó như kiểu một cái gì túi kiểu Doraemon đấy mọi người, vì nó rất là to và trong này mình đựng rất là nhiều đồ và những cái đồ của mình rất là nặng. Ở đây mình có một cái máy tính này, là máy tính công ty. Máy tính này là MacBook Pro M1 16 inch. Vấn đề là nó nặng á, bởi vì nó là 16 inch mọi người, nó là khoảng tầm 2-3 kg gì đó, mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà thực sự là nó rất là nặng so với cái phiên bản 13 inch. Cho nên rằng là nếu mà mọi người mà không có vác được nặng á, thì mình nghĩ mọi người nên lấy cái 13 inch thôi, chứ đừng tham to lấy cái 16 inch như mình. Rồi cái này là cái iPad của mình. iPad của mình thì mình để mình kiểu ghi nốt những cái thắc nốt các thứ của mình đó. Bởi vì rằng là nhiều khi mình sẽ sử dụng cái máy này để mình kiểu chiếu lên màn hình rồi họp với khách, thì nhiều khi cũng phải nốt lại những cái thông tin mà khách hàng của mình chia sẻ nữa, nên rằng là mình phải nốt lại này. Tiếp theo nữa ở đây nữa là mình có một cái tripod, bởi vì rằng là mình muốn mang đi để nhiều khi dựng máy lên quay cái gì đó. Thì đây một cái iPod, nhầm một cái tripod này. Xong rồi ở đây nữa thì có một cái AirPod, tai nghe, tất nhiên là không thể nào mà thiếu được để mình kiểu họp hành các thứ. Rồi sau đó ở trong này còn có một cái túi. Túi này là kiểu như kiểu để những cái đồ mà công nghệ, những cái đồ sạc, dây sạc, rồi các cái port để cắm dây HDMI các thứ để chiếu lên á. Đây là một cái túi mà mình mua từ cái đợt mà mình đi Sapa đó. Và rồi sau đó là còn một cái, nó to lắm mọi người, nó nhiều thứ lắm. Ở đây còn một cái cục sạc dự phòng. Cục sạc dự phòng này là của Anker. Cục này là cục 20.000 mAh, cho nên nó cũng nặng luôn. Nhưng mình cần để nó sạc đồ các thứ của mình á, vì mình có rất là nhiều đồ. Mọi người có thể nhìn thấy ở đây một cái túi nữa. Túi này là túi cá nhân, ý là những cái đồ cá nhân linh tinh thì mình sẽ để trong này cho nó gọn, bởi vì cái túi này nó rất là to, mà nếu mà không có sắp xếp đồ vào thì rất là dễ để kiểu bị lạc đồ ở trong cái túi này luôn. Một cái nữa ở đây là một cái điện thoại nữa của mình. Một cái điện thoại. Đây một cái điện thoại nha. Hai cái điện thoại nha. Đó, một cái cá nhân, một cái công việc. Hai cái. Rồi ở đây là cái bọc của cái camera mình đang sử dụng để quay, đó là có thêm camera nữa. Ở cái phần nhỏ này của mình thì mình để cái hộ chiếu này, máy thổi son này, và cũng như là ví của mình. Đó, nói chung là cả thế giới của mình nó nằm ở trong cái túi này, nó siêu nặng luôn. Đó, trời ơi, cái túi này mình nói thật với mọi người, nó phải rơi đến khoảng tầm chắc chục cân. Và đấy là một trong những cái lý do vì sao mà mình chăm đi tập gym á. Bởi vì có đi tập gym thì mới vác được tất cả những cái đống này ở trên người, chứ không thì chắc chết. Đó. Vậy thôi, chắc là để đến giờ trưa, khi mà mình đi ăn trưa, nghỉ trưa thì mình sẽ check in cho mọi người sau. Okay. Thì mình cũng đã về phòng và mình đã hoàn thành hết tất cả những cái meeting của ngày hôm nay. Hôm nay thì tổng cộng mình có 3 cái meeting, và thực ra thì 3 meeting nó cũng không có quá là nhiều á mọi người. Tuy nhiên thì là bởi vì kiểu mất công kiểu di chuyển rồi kiểu ngồi kiểu bạ vật chỗ nọ chỗ kia một xíu, nên là nó cũng hơi mệt. Và trời ơi, thật là sung sướng khi có thể về khách sạn, nằm lên giường. Mình nằm một tí thôi, mình để đồ các thứ một xíu thôi, rồi sau đó thì mình sẽ đi ăn với cả team mình.
ngày đầu tiên của event ở tại Hà Nội. Và đến thứ năm thì mình sẽ lại có một cái event tương tự như thế này. Mình lại host một cái event tương tự như thế này, nhưng mà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là nếu mà ngày hôm nay mà nó go smooth thì thực ra là đến ngày thứ năm thì most likely là nó cũng sẽ very smooth thôi. Mình nghĩ là nó cũng sẽ không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên thì bởi vì mình là cái người host event cho nên thực ra là mình cũng sẽ hơi kiểu lo lắng hơn một xíu. Thực sự thì đây cũng không phải là cái lần đầu tiên mà mình host những cái event trong công việc. Nhưng mà nói chung là nó vẫn là một cái sự kiện đặc biệt, nó không phải là kiểu ngày nào mình cũng đi host event đấy mọi người. Cho nên rằng là mình vẫn hơi kiểu thấy lo lo một xíu. Sáng nay thì mình sẽ dành thời gian để tập luyện cho cái phần presentation của mình là chính. Thực sự thì mình không cần cả một buổi sáng để tập presentation của cái phần này, nhưng mà lý do vì sao mà sáng nay mình cũng không có đi gặp đối tác hay là gì cả thì là bởi vì mình muốn chuẩn bị cho bản thân mình một cái mental space cho buổi chiều. Và ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày khá là dài của mình nữa, bởi vì là sau cái sự kiện đó thì mình cũng sẽ đi ăn với cả một người đối tác của mình. Cho nên rằng là nó sẽ là một ngày rất là dài. Và vấn đề là ngày mai sáng mai 8 giờ sáng là mình đã bay vào Sài Gòn rồi. Cho nên rằng là ngày mai là muộn nhất 6 giờ là phải đi khỏi khách sạn rồi. Tức là mình phải dậy muộn nhất là 5 rưỡi. Mình cũng không biết vì sao mình đặt chuyến bay lúc 8 giờ nữa, mặc dù mình có thể đặt chuyến bay muộn hơn, bởi vì cuộc họp ngày mai của mình ở trong Sài Gòn là lúc 2 giờ chiều. Mình không biết vì sao mình phải đặt chuyến bay lúc 8 giờ, nhưng mà có thể lúc đó mình đặt, mình muốn kiểu maximize cái thời gian của mình. Đó là một trong những cái phần mà mình rất là hay làm, và chính là mình luôn kiểu bị hơi bị overestimate những cái gì mà mình có thể làm trong vòng một ngày chẳng hạn. Mình sẽ nghĩ là mình sẽ không thể làm được nhiều lắm. Mình như kiểu gọi là siêu nhân, việc gì mình cũng sẽ làm được, mình cái gì mình cũng sẽ làm được hết. Nhưng mà thực tế thì tất nhiên nó sẽ không phải là như thế. Và thời gian mình lúc nào cũng kiểu hơi cảm giác như kiểu gọi là run behind schedule á. Bởi vì là mình có rất là nhiều thứ mà mình plan xong rồi kiểu mình muốn làm, nhưng mà thực tế thì mình không có phải là siêu nhân cho nên mình không có làm được nhiều như thế. Đó quá. Mình make up nhanh xong rồi mình sẽ đi xuống ăn sáng, xong rồi còn tập presentation nữa. Nói rất với mọi người là việc của mình á, nó không bao giờ nó hết cả. Cái đống việc của mình nó như kiểu một cái túi của Doraemon á mọi người. Sẽ có rất là nhiều việc, kể mình xong một việc rồi nó cũng sẽ không bao giờ kiểu gọi là kiểu gọi là cái đếm nó giảm đi đâu. Xong một việc á, nó chỉ có nghĩa rằng là sẽ có nhiều việc nữa sẽ dồn lên và để mình phải làm thôi. Cho nên rằng là cái việc rất là quan trọng đó chính là prioritize cái gì mà quan trọng nhất với cả mình, có cái mang lại cái impact lớn nhất cho công việc của mình, cho công ty của mình thì là cái mà mình sẽ prioritize để mình làm trước. Chứ còn nếu mà không á thì mình sẽ không bao giờ làm hết được tất cả những cái việc mà mình cần phải làm. Mình nghĩ rằng là nhiều bạn cũng sẽ ở trong cái vị trí như của mình thôi. Thì một cái phần mà mình học được khi mà mình vào Meta, đó không phải chỉ là cái việc là prioritize, mà ở đây thì mọi người có một cái kim chỉ nam gọi là ruthlessly prioritize, chứ không còn chỉ là prioritize nữa mọi người. Cái chữ prioritize thôi nó không có đủ để nói về cái độ quan trọng của cái việc prioritize, mà phải ruthlessly prioritize. Trời ơi, nói chung là đấy là một cái phần mà mình thực sự mình học được khi mà mình join Meta. Quá quá là nhiều việc. Là mới đầu á, ban đầu thì mình sẽ thấy rằng là việc nào nó cũng quan trọng, việc nào nó cũng kiểu cần mình phải giải quyết. Nhưng mà sau một thời gian á thì nói chung là mình cũng sẽ quen công việc hơn, mình sẽ quen được các cách mà mọi thứ nó tổ chức hơn, thì mình sẽ biết được rằng là cái gì nó mới là quan trọng, cái gì nó mới mang lại cái impact. Thì mới đầu hơi struggle một chút, bây giờ vẫn struggle. Nhìn nhận là cái công thức cho một cái thức phim hiệu quả nó sẽ bao gồm hai phần. Phần đầu tiên đó chính là mục tiêu về nội dung, và phần thứ hai đó chính là cách kể chuyện. Hay nói dễ dàng hơn thì mục tiêu về nội dung chính là thông điệp mà chúng ta đang muốn gửi đến đối với cả khán giả của chúng ta, và cách kể chuyện chính là cái cách mà chúng ta truyền lại cái thông điệp đó. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đào sâu vào cái phần, chúng ta sẽ đi sâu một chút vào phần mục tiêu nội dung nha.
đây đúng không? Cảm ơn. Sân khấu này cao ba. Chị không nghĩ sân khấu cao tới vậy. Ừ, em thấy sân khấu cao quá. Hello mọi người, hiện tại thì Alice đang ở sự kiện Real School 2023 của Meta vào ngày hôm nay tại Hà Nội. Và đây là một số những không khí chuẩn bị cho sự kiện. Đây có Khang đang đi kiểm tra lại xem là những cái hộp này có chắc chắn hay không, để chúng mình có thể để đây và cho các đối tác có thể chụp ảnh và check in tại sự kiện. Mình đang 82kg nên là hai mà ngồi xuống được, mà đã không gãy thì hợp, uy tín. Uy tín, uy tín, ok. Cái này thì Khang đã kiểm chứng. Quality check. Khang đã kiểm chứng. Ở đây có cái đèn Meta. Thế rất là xinh. Và rồi một số những cái prop, một số những cái hình emoji ở đây. Chúng mình cũng sẽ có một cái confidence screen ở đây để các presenter thật là tự tin khi mà present. Đó. Ở đây có một madam thì đang tập dượt cho phần chia sẻ của mình. Đó. Và ôn bài. Xa xa đằng kia thì có hai madam đang vừa bước tới vào meeting room để Sarake yo Alice. Ôi, mặc bộ đồ xinh thế. Tất nhiên rồi, cảm ơn. Alice sẽ dẫn mọi người đi tham quan một chút ở cái sảnh ở ngoài nha. Sảnh ở ngoài ở đây thì sẽ có lobby. Đây là Chi. Chi đang chuẩn bị. Chi đang tự set up một khu vực. Chi đang tự set up một khu vực để mọi người chụp hình check in rất là đẹp ở đây. Đó, mọi người cũng có thể thấy. Rất là nhiều emoji. Trời ơi, siêu xinh luôn. Đó. Đây là cái chỗ lobby và một số gọi là trà bánh để khi mà mọi người check in vào thì mọi người có thể enjoy một chút trước khi mà sự kiện bắt đầu. Đây là quầy đăng ký của sự kiện và một số những món quà mà team Meta gửi tặng cho các đối tác. Giả bộ bận rộn đi Alice. Hôm nay anh đến sự kiện anh có phát biểu gì không? Ôi trời ơi, phát biểu sự kiện gì vậy? Mình là Alice, mình là account manager tại Meta. Và hôm nay thì Alice cũng rất là vui khi là host của sự kiện Real School ngày hôm nay để đồng hành cùng với cả các anh chị trong quá trình khám phá những bí quyết để xây dựng những bộ Real hiệu quả dành cho doanh nghiệp. Là chia sẻ cái thông tin về bộ sưu tập đầy của họ một cách rất là nhanh chóng, một cách rất là đơn giản và dễ hiểu. Sân bay không có nhiều người đúng không ạ? Vâng. Đây chỉ một ly latte nóng. Latte nóng. Đúng rồi, con đi. Hiện tại thì mình đang ở sân bay để mình chuẩn bị chờ để lên máy bay. Chuyến bay hôm nay của mình là lúc 8 giờ và trên cái quãng đường đi á, nói chuyện với cả anh Brad rất là dễ thương, bởi vì là
anh ấy thì cũng làm tài xế khoảng tầm 20 năm rồi, và mình có thể cảm thấy được cái việc là rất là cố gắng mang lại cái trải nghiệm cho khách hàng một cách tốt nhất á. Và điều này thì mình thấy rằng là khá là hiếm. Anh ấy kiểu rất là lịch sự, rất là nice, rất là dễ thương mọi người. Người đi qua an ninh á thì mình cũng bị lôi lại để mình kiểm tra khá là nhiều thứ, bởi vì là đồ công nghệ mà mình mang trên người á siêu nhiều luôn mọi người, kiểu nhiều đồ lắm, nhưng mà mọi người cũng rất là dễ thương, cũng rất là nice, cũng hỏi thăm mình kiểu đi làm hay là đi du lịch, rồi mình làm ở ngành nào, rồi mọi thứ. Nói chung là những cái tương tác với cả mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay, mình thấy một năng lượng rất là dễ thương, và mình mong rằng là cái năng lượng dễ thương này sẽ tiếp tục lan tỏa đến cuối ngày cho mình. Lịch trình của mình ngày hôm nay thì mình sẽ bay vào Sài Gòn, sau đó mình sẽ check in ở tại khách sạn. Bình thường mình sẽ về nhà, nhưng mà lần này thì mình sẽ ở khách sạn vài hôm, rồi sau đó thì mình sẽ về nhà sau. Mình check in ở khách sạn xong thì chắc là mình sẽ ăn trưa, và chiều nay thì mình sẽ lại có một lịch đi gặp khách. Và sau cái lịch đi gặp khách thì chắc là mình sẽ cần phải giải quyết những công việc ở văn phòng, và cũng như là chuẩn bị cho cái sự kiện ngày mai. Khi nào vào đến Sài Gòn mình sẽ kể qua nhanh với cả mọi người về sự kiện ngày hôm qua diễn ra như thế nào nhé. Bởi vì bây giờ chắc là mình cũng phải lên máy bay sớm rồi. In vào khách sạn Park Hyatt, và mình dành một chút thời gian để catch up với cả công việc một chút, bởi vì rằng là khi mà mình bay từ Singapore về Hà Nội á, thì ở trên Singapore Airlines thì sẽ có wifi, nhưng mà ở trên Vietnam Airlines thì không có wifi, cho nên rằng là để khi xuống cái thì là mình phải catch up ngay với cả công việc, chứ không có thời gian mà catch up với cả công việc vào buổi sáng. Bây giờ thì mình sẽ dành một chút thời gian để mình ăn trưa, mình sẽ có 15 phút để mình ăn trưa, và mình đã order room service là món bún thịt nướng. Mình order room service luôn cho nó nhanh mọi người ạ, bởi vì rằng là bây giờ thì là 12:46, rồi sau đó thì mình sẽ có một cái họp với cả team mình để chuẩn bị cho cái event vào ngày mai lúc 1 giờ. Sau đó thì đến 1:30 là mình sẽ cần phải lên đường để mình đi gặp đối tác. Mình gặp đối tác lúc 2 giờ, rồi sau đó thì sau đó thì mình sẽ dành hơn một xíu, mình sẽ catch up với công việc. Giờ thì mình sẽ phải ăn nhanh thôi. Chia sẻ với cả mọi người một chút về cái sự kiện ngày hôm qua. Thì sự kiện ngày hôm qua là một sự kiện thành công hơn rất là nhiều so với những gì mà mình mong đợi, so với tất cả những cái gì mà mình tưởng tượng. Vì sự kiện của mình thì mình dự kiến sẽ có khoảng tầm có 80 người tham dự. Và thường so với cả những cái sự kiện như vậy thì sẽ luôn có một số những cái tỷ lệ no show, nghĩa là những người mà đã đăng ký tham dự nhưng thực tế là đến ngày hôm đó thì họ không có tới. Cho nên rằng là mình đã dự trù một con số no show cũng không phải là nhiều đâu, thế là cũng chỉ khoảng tầm 10% thôi. Nhưng mà đến hôm sự kiện thì thực ra mọi người đến hết. Nên rằng là mọi người cũng rất là nice, và thực ra rằng là mọi người cho mình một cái nguồn năng lượng cực kỳ tốt ở tại sự kiện luôn. Tất nhiên là sự kiện xảy ra sự kiện diễn ra thì có nhiều những cái sự thành công, tuy nhiên thì tất nhiên là cũng sẽ có một số những cái phần mà tụi mình có thể khắc phục được, hoặc là tụi mình có thể là rút kinh nghiệm cho cái sự kiện về sau, và nhất là cái sự kiện ngày mai ở tại thành phố Hồ Chí Minh ngày này. Nhưng mà thực ra thì mình vẫn cảm thấy rất là hài lòng với những gì mà mình và team mình đã có thể là làm được vào trong ngày hôm qua. Thực sự có rất là nhiều những cái biến số mà mình không có thể nào mà tưởng tượng ra được, hoặc là mình chưa có nhìn nhận ra được. Nhưng mà bởi vì qua cái buổi ngày hôm qua thì tụi mình cũng đã rút ra rất là nhiều những cái kinh nghiệm, và chắc chắn là những cái event sau của tụi mình thì sẽ trôi chảy hơn, smooth hơn. Nhưng mà nói chung hôm qua cũng rất là thành công, hôm qua rất là vui luôn mọi người. Thực sự những đối tác của team mình mà tham dự vào buổi sự kiện ngày hôm qua, mọi người cực kỳ là nice.
cực kỳ là supportive mà cực kỳ là thương tụi mình luôn á. Nếu kiểu mọi người thực sự rất là thương tụi mình và mình thấy rằng là mọi người cũng thấy là những cái nội dung mà tụi mình chia sẻ nó cũng hữu ích á. Cho nên rằng là mình rất là mong chờ đến sự kiện ngày mai khi mà nó còn được kiểu cải thiện hơn, nó còn được tốt hơn nữa. Ôi đau quá, từ sáng hôm qua nhầm hỏi từ sáng hôm qua, từ sáng hôm nay đến giờ mình chưa ăn gì. Xin chào mọi người, một ngày mới đã lại bắt đầu và hôm nay là ngày thứ 5. Nghĩa rằng là cuối tuần sắp đến rồi, cái tuần mà mình kiểu rất là bận và đi họp hành với cả đối tác khách hàng liên miên như thế này cũng sắp hết rồi. Nhưng một phần nào đấy thì mình cũng cảm thấy hơi có buồn một chút nha. Bởi vì rằng là những cái sự kiện mà trong tuần này team mình có làm á thì mình cũng đóng góp công sức cũng khá là nhiều. Cũng đóng góp rất là nhiều tâm huyết vào trong các cái sự kiện đó. Cho nên rằng là khi mà bây giờ cái sự kiện đó cũng đã diễn ra và cũng chuẩn bị kiểu hoàn thành á thì mình cũng cảm thấy có một chút gì đó nó hơi bùi ngùi mọi người ạ. Hôm nay là ngày thứ 5 thì ngày hôm nay là ngày sự kiện sẽ diễn ra, sự kiện Real School tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra. Và đối với cả sự kiện ngày hôm nay thì mình cảm thấy là kiểu gọi là excited hơn là lo lắng. Bởi vì đối với cả sự kiện ở ngoài Hà Nội á, thì mình cảm thấy hơi lo lắng một chút. Bởi vì đó là cái ngày đầu tiên mà tụi mình làm cái sự kiện đó. Cho nên rằng là nó có thể có rất là nhiều những cái thứ khúc mắc, có rất là nhiều những cái thứ mà chúng mình không có tưởng tượng được tới. Nhưng mà đến sự kiện ở Hồ Chí Minh thì chúng mình đã học được từ sự kiện ở ngoài Hà Nội rồi. Cho nên rằng là ngày hôm qua thì mình và team cũng đã cố gắng để làm sao mà khắc phục tất cả những cái vấn đề mà chúng mình gặp phải tại sự kiện ở ngoài Hà Nội để có thể là cải thiện ở sự kiện ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Yeah, cho nên rằng là với cả ngày hôm nay thì mình thấy kiểu rất là excited để có thể có bắt đầu cái sự kiện này. Và thực sự là những cái sự kiện này của mình á, mình kiểu gọi là hơi có lo là số lượng người tới hơi nhiều quá một chút. Và mình biết rằng là đối với người tổ chức sự kiện thì đấy là một cái gọi là good problem to have. Bởi vì nghĩa rằng là những cái nội dung mà mình chuẩn bị này và rất là được mọi người quan tâm. Và cũng như rằng là mọi người cũng dành rất là nhiều những cái tình cảm, rất là nhiều những cái sự gọi là hỗ trợ và đồng hành cùng với cả team Meta để có thể rằng là đến dành thời gian, dành công sức đến với cả cái sự kiện. Cho nên rằng là mình thì thấy đấy là một cái tín hiệu cực kỳ là tốt. Tuy nhiên thì cũng hơi lo một chút, bởi vì là mình rất là sợ là khi mà mọi người đã mất thời gian tới rồi mà team mình vì đông quá cho nên rằng là team mình không có chào đón được chu đáo, team mình không có chuẩn bị được chu đáo, thì đấy là một cái điều mà mình sẽ cảm thấy rất là có lỗi với cả những người khách mời tham dự vào sự kiện của mình. Cho nên rằng là mong rằng là sự kiện ngày hôm nay thành công suôn sẻ, trôi chảy. Mình nghĩ là nó sẽ ổn thôi, bởi vì chúng mình cũng đã đúc kết được khá là nhiều kinh nghiệm từ ngoài Hà Nội rồi. Bây giờ đang là 8 giờ sáng và mình sẽ đi xuống ăn sáng. Và sau đó thì mình sẽ gặp khách của mình vào lúc 9 giờ ngay ở dưới khách sạn luôn. Cho nên mình cũng không mất công phải di chuyển. Rồi sau đó thì chắc là mình sẽ đi qua cái nơi tổ chức sự kiện ngày hôm nay và rồi chuẩn bị một chút và quay cho mọi người một chút behind the scene của sự kiện Real School tại thành phố Hồ Chí Minh nhé. Đây sẽ là không gian của sự kiện ngày hôm nay. Ở đây thì mọi người cũng sẽ có thể nhìn thấy rằng là có một số những cái emoji mà team mình có để đây để cho khách có thể tới và chụp hình, và cũng như là để cho sự kiện có một chút Meta và Facebook look and feel. Ở đây thì ban đầu thì mình sẽ có một chút bánh nhẹ cho mọi người khi mà tới thì sẽ có thể là thưởng thức. Và khoảng tầm đến phía giữa của sự kiện thì chúng mình sẽ có nhiều đồ ăn và cũng như là những cái snack để cho mọi người có thể là thưởng thức hơn. Đây là quầy check-in và một số những món quà mà Meta gửi tặng cho các đối tác khi mà tham dự vào sự kiện ngày hôm nay. Đây là không gian lobby ở ngoài. Chúng mình cùng đi vào bên trong để xem rằng là không gian của sự kiện thì nó sẽ như thế nào nhé. Là không gian sự kiện
ngày hôm nay. Đây là sân khấu với màn hình LED. Đây là bàn kỹ thuật này. Và đây là không gian để mọi người có thể ngồi. Đó. Đây là một không gian khoảng tầm gần 100 người. Đó. Và ở kia thì sẽ có real station để cho xíu nữa các doanh nghiệp khi mà tham dự tại sự kiện thì sẽ có thể làm reels ngay tại cái sự kiện này và chia sẻ lại cho chúng mình để chúng mình có thể là bình chọn ra được là những cái thước phim reels hay nhất trong ngày hôm nay. Đó, và đấy là tổng quan của sự kiện ngày hôm nay. Alice khá là gọi là mong chờ sự kiện được diễn ra. Chứ giờ ở ngoài trời đang hơi có mưa một xíu, cho nên rằng là không biết nó có ảnh hưởng đến mọi người đến tham dự sự kiện hay không. Hy vọng rằng là sẽ không. Trời ơi, trời mưa rồi. Trời mưa không biết là khách có tới kịp hay không. Và đây là behind the scene, những cái gì fancy nhất thì ở ngoài kia, còn những cái gì mà có cái ghế đấy dễ thương ha. Cái đường chưa mang dép kẹp đi, ngồi đẹp 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 ăn thôi. Cái ghế đấy dễ thương nhỉ? Ừ, ghế dễ thương nè. Ok thôi, chú vô chúng mình ngồi ăn nhanh. Vừa ăn vừa học bài nào. Chị không học bài chị vẫn chém được mà. Mình phải chuyên nghiệp chứ em. À, mình vẫn chuyên nghiệp, mình là born to be. Born to be a presenter. Đang quay, chưa biết là gì cái gì. Sao tôi nghi lắm đó, coi chừng là cái này cũng là sườn với trứng đây. Chính xác. Chưa, là trứng luôn, thôi rồi, ok, ok. Tại vì ba đứa đồ là trứng, còn mấy cái thêm nó để bên này hả? Hôm nay chị mình ăn cơm tấm. Thôi rồi, ok, thôi rồi, không ra có ăn là tốt rồi. Và điều đó cũng có nghĩa rằng là cái chuyến đi công tác của mình đã chính thức kết thúc mọi người ạ. Ngày hôm qua thì mình có đi gặp 5 đối tác của mình và mình cũng không quay bất cứ một cái gì lại, bởi vì rằng là cái thời gian mà gặp các đối tác á, nó rất là sát vào với nhau, cho nên mình phải di chuyển cực kỳ nhanh và mình không có nhiều thời gian để mình có thể là vlog và quay lại cho mọi người. Thực ra với cả những cái meeting với cả khách của mình thì cũng không có gì gọi là quá là
gọi là thú vị để cho mọi người xem cả, bởi vì phần lớn là mình cũng chỉ di chuyển đến văn phòng của đối tác và sau đó họp với họ, và rồi sau đó lại di chuyển đến văn phòng của một đối tác khác và lại họp thôi. Và tất nhiên là những cái thông tin đó thì mình không thể nào mà quay ở lên trên vlog của mình rồi. Đến tối ngày hôm qua thì mình cũng có đi uống một chút rượu vang với cả bạn của mình, nói chung là happy hour một chút để có thể là celebrate một tuần đi công tác của mình rất là thành công một cách rất là tốt đẹp. Và bây giờ thì hiện tại là mình đang bắt đồ để có thể là đi về nhà, vì những ngày vừa qua thì mình ở khách sạn để làm việc cho nó được năng suất, nhưng mà bây giờ thì mình có thể đi về nhà được rồi. Cho nên mình cũng rất là excited để đi về nhà với cả Mì này, với Happy, với mẹ mình, với bà mình, với em trai mình. Cho nên rằng là bây giờ mình sẽ pack đồ, mình đi về nhà. Và mình cũng muốn nhân lời này để say bye với cả mọi người trong cái vlog lần này. Thực sự đây là lần đầu tiên mà mình cố gắng nhét một cái vlog vào trong một cái lịch trình rất là bận rộn của mình, cho nên rằng là một số những cái chi tiết mình không có thể quay được, nhưng mà mình nghĩ nó cũng có thể cho mọi người thấy được rằng là một tuần đi công tác của mình thì thực ra nó bận rộn, nó nhiều việc như thế nào, nhưng mà bên cạnh đó thì nó cũng rất là vui, nó cũng rất là rewarding, và mình cũng rất là mong chờ đến những ngày tiếp theo là những ngày mà mình sẽ nghỉ ngơi một chút, bởi vì rằng là mình cũng sẽ nghỉ làm ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư để ở Sài Gòn và gọi là ở nhà, gọi là recharge, lấy lại năng lượng, và rồi cuối cùng đến sau đó thì mình sẽ quay trở lại sinh lại tiếp tục đi làm đó. Và vậy thôi, cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong vlog lần này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái video tiếp theo. Bye bye.